Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị, anh chị bạn bàn cờ quân sự trên thế giới và tình hình điểm nóng diễn ra ở tại Ukraine ngày hôm nay. Ở tại Ukraine ngày hôm nay, trên toàn chiến tuyến thì vẫn đang căng thẳng. Nhưng thông tin mà đang được cả thế giới rất quan tâm là cái vụ đột kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào vùng Kursk. Trong cái đánh giá và nhìn nhận Vũ Quang cuộc chiến hiện tại Nga và Ukraine thì đây sẽ được coi là kênh bạc cuối cùng của chế độ Kiev. Nga sẽ mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt Nam Chinh Tây Tiến để bình định ở NATO, rất là tiêu diệt và làm suy yếu NATO. Vì ở trên chiến tuyến Ukraine đang thất bại và không có một kết quả chiến thắng nào thì phải nói là rất bất ngờ khi mà ngày 6 tháng 8 vừa qua Ukraine đã có một cái vụ đột kích, phải nói là thành công, đi vào vùng Kursk của Nga. Phải nói là thành công. Và tiến rất sâu vào lãnh thổ của Ukraine. Tiến rất sâu vào lãnh thổ Ukraine, vùng Kursk. Gây thiệt hại rất lớn cho cơ sở dân sự và dân thường. Hiện tại Nga đang chi viện binh về khu vực này cũng lực lượng Wagner nữa. Theo một số nguồn tin của Ukraine báo cáo, Bộ phòng Nga báo cáo, thì đã thành công ấy, là cắt đứt cái nguồn chi viện của lực lượng vũ trang Ukraine từ vùng Sumy để yểm trợ cho lực lượng Ukraine đi vào vùng Kursk. Nhưng dù bản thân Nga bây giờ đã làm được điều đó, nhưng đây vẫn là một cái tiếng vang rất lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nga đang giữ vững phòng tuyến dài hơn 1.000 cây. Ukraine có thể nói rằng nó đang trên đà thất bại, đang sụp đổ rất nhiều phòng tuyến. Thế mà bỗng dưng bất ngờ trong khoảng thời gian rất ngắn, có 24 giờ thôi, mà Ukraine đột kích từ vùng Sumy đi vào vùng Kursk, mà chọc sâu tới 10 km, kiểm soát một số ngôi làng. Thậm chí những nguồn tin thân phương Tây nói rằng là Ukraine còn chỉ cách cái khu vực hạt nhân của Nga đâu đó khoảng 30-35 km thôi. Vậy đây là một thành công lớn của Ukraine chứ. Xét về mọi thuyết âm mưu thì đây vẫn là một thành công lớn. Và Liên bang Nga đã tạo ra một lỗ hổng quá lớn ở vùng Sumy. Quá lớn ở vùng biên giới khu vực này. Lực lượng Akhmat đã để cho lực lượng Ukraine tạo ra một cái lợi thế để xuyên thủng, để vượt biên giới. Thành công trong việc tấn công vào vùng cốt của Nga. Đấy là một thành công và tạo một tiếng vang rất lớn. Và nhiều nguồn tin đánh giá đây là cách thức mà Ukraine bước vào con đường tự sát và để đánh lạc hướng dư luận về những thất bại của mình trên chiến trường. Nguồn tin này có cơ sở chứ không phải không có cơ sở. Và có nhiều cái hướng dư luận rằng đây có thể là thời điểm mà bản thân Ukraine sẽ thực hiện đòn phản công rất lớn trong giai đoạn này và sang mùa thu. Thế nhưng mà nói rằng là Ukraine có thể thực hiện được đòn phản công quy mô lớn ấy. Nhưng mà thời điểm bây giờ Ukraine vẫn đang trong tình trạng thiếu khí tài và nguồn nhân lực, thiếu hệ thống phòng không và khả năng viện trợ phương Tây đang kém. Ngày hôm qua bản thân Mỹ đã quyết định viện trợ thêm cho Ukraine là 125 triệu tiền viện trợ đạn dược khí tài nữa, để tiếp sức cho lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Thế nhưng mà chiến tuyến dài hơn 1.000 cây, nó đang sụp đổ, đang thất bại. Và lực lượng Ukraine đang tiến vào vùng Kursk. Nó không bao giờ tạo ra lợi thế cho chính quyền Kiev. Và bầu trời Ukraine chưa được bảo vệ. Thì cơ sở hậu cần từ miền Tây đi vào miền Đông của Ukraine, nó sẽ luôn nằm dưới hỏa lực của Liên bang Nga thôi. Nó luôn nằm dưới hỏa lực thôi. Và tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc phản công vừa qua là rất lớn. Có thể tới hàng trăm triệu đô la viện trợ phương Tây của nguồn nhân lực sẽ bị tiêu diệt trước hỏa lực của Liên bang Nga. Ngoài ra là Nga sẽ quyết định sử dụng lực lượng Wagner và những lực lượng vệ binh quốc gia của mình. Dùng những viện binh của mình để mở mặt trận ở vùng Sumy. Kéo dài và mở rộng chiến tuyến tới 2.000 km. Vậy thì trong trường hợp cái nguồn lực hiện tại mà Ukraine đang sử dụng để bước vào vùng Sumy
là nguồn dự trữ cuối cùng mạnh mẽ và hùng hậu nhất với các vũ khí theo tiêu chuẩn của phương Tây, đã đột kích vùng cốt thành công, là nguồn nhân lực mạnh nhất hiện tại của Ukraine đấy. Thì bản thân Nga mà mở rộng vùng chiến sự thì việc trên toàn chiến tuyến của Ukraine sụp đổ hàng loạt trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra vào mùa thu này. Và cũng là có thể là cái thời điểm mà Nga sẽ giải phóng vùng phía Bắc, Đông Bắc, miền Đông và tiến vào miền Nam và tiến vào Kharkov. Hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản này. Bởi vì với cái lực lượng hai lữ đoàn đang ở tại Sumy và một phần đã đi vào khu vực Kerch, nó không thể nào tạo ra đột phá được. Hơn 100 tăng thiết giáp và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine đã bị tiêu diệt ở tại vùng Kerch rồi. Tức là tổn thất quá lớn. Chứ quả lực trên không, hỏa lực tầm xa, pháo binh và quân số của Nga, thì lực lượng này làm sao mà tạo ra bước đột phá được. Đây có thể được cho là canh bạc cuối cùng của Ukraine và là cơ hội và lý do để Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt. Nó không dừng lại phạm vi Donbass, Zaporizhia và Kherson nữa. Nó là cái cơ hội để Nga nam chinh và tây tiến, bình định khu vực phía Bắc và kiểm soát sâu rộng thêm nhiều vùng lãnh thổ khác. Đây là cơ hội. Bởi vì phương Tây tập thể đang ngụy biện cho Ukraine việc tấn công vào vùng Kerch đấy là hành động tự vệ. Tự vệ mà không tiêu diệt vùng vũ trang của Nga. Tự vệ lại chỉ tấn công vào cơ sở dân sự như là xe cứu thương, như là bệnh viện, trường học và cơ sở tôn giáo và các tòa nhà dân cư và giết hại dân thường. Thì đây không thể là hành động tự vệ được mà là hành động khủng bố. Với mục tiêu duy nhất là để gieo rắc nỗi sợ hãi lên quần chúng nhân dân Nga, để quần chúng nhân dân Nga không còn tin tưởng vào chính quyền Điện Kremlin và xuống đường thực hiện cái bằng máu thôi. Nó chỉ một hành động đấy thôi. Có thể đó là một cái bước đi, là một cái canh bạc quyết định của phương Tây tập thể cùng Ukraine để tạo ra một cái chuyển biến mới về mặt dư luận và tâm lý của người dân Ukraine, để mong chờ rằng đạt được cái kế hoạch của Mỹ từ đầu chiến dịch là khiến Nga thất bại chiến lược bằng việc nhân dân Nga xuống đường. Nhưng mà nhân dân Nga liệu có phản bội lại chính quyền không? Có chấp nhận hành động khủng bố của Ukraine hay không? Liệu rằng có tin tưởng theo lời kêu gọi phương Tây không? Khi mà nhân dân Ukraine đã biết rõ âm mưu của chủ nghĩa đế quốc thực dân phương Tây đang bành trướng về sườn phía Tây của đất nước của họ, thì nhân dân Nga chỉ có đoàn kết hơn và kiên quyết tiêu diệt lực lượng phát xít Ukraine, chứ không bao giờ họ quỳ gối trước cái chủ nghĩa tân phát xít Barada ở tại Ukraine được. Đây sẽ là canh bạc cuối cùng với Vũ Quang nhìn nhận. Lý do Ukraine mở đột kích lớn vào biên giới của Nga này, và đây được cho là lỗ hổng quá lớn mà Ukraine, mà Liên bang Nga đã để, mà đã để cho lực lượng Ukraine đột kích thành công. Ukraine dường như đang đặt cược vào cuộc đột kích biên giới Nga để nâng vị thế trước khi hai bên có thể ngồi bàn đàm phán. Đây không bao giờ là việc để nâng vị thế đàm phán, bởi vì số lượng nó quá ít để có thể kiểm soát vùng Kerch. Trong khi đó Nga đã bắt đầu phản công ở khu vực này sau khi mà bao vây và cô lập. Lực lượng vũ trang Ukraine không nhận được chi viện thì chỉ có đầu hàng hoặc là bị chết thôi, chứ làm gì có cơ hội nào nữa. Đầu hàng hoặc chết. Quyết định của Ukraine trong tuần này triển khai lực lượng lớn, nguồn lực quân sự ít ỏi để đột kích vào tỉnh biên giới cốt của Nga đến nay vẫn là một động thái chưa rõ mục tiêu và có thể là dấu hiệu cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột giữa hai nước. Tôi thấy rằng đây là dấu hiệu cho giai đoạn mới của cuộc xung đột. Và đây là cơ hội để Điện Kremlin phải đưa ra một quyết định mới cho chiến dịch là mở rộng nó. Trong 29 tháng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công qua biên giới vào miền nam nước Nga này. Nhưng những cuộc đột kích đó thường có quy mô nhỏ, phạm vi hạn chế và chưa bao giờ kéo dài quá vài ngày. Một số chuyên gia đã có phân tích những lý do có thể khiến Ukraine lựa chọn tiến hành một cuộc đột kích với quy mô lớn hơn vào thời điểm hiện nay, trong bối cảnh nguồn nhân lực của Kiev đang hạn hẹp và phải đối mặt với đà tiến của Nga ở miền đông
Ukraine trong vài tuần qua. Có ý kiến cho rằng là cuộc đột kích là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi miền đông Ukraine để lùi về phía củng cố phòng tuyến Kursk, một trong những mắt xích yếu hiện nay trong tuyến phòng thủ của biên giới Nga. Bản thân tôi nhìn nhận thì Nga không có lý do gì mà điều động quân đội ở vùng miền đông để đi vùng Kursk, để về vùng Kursk cả, mà sẽ là lực lượng khác của Nga tiến quân về đây. Trong khi đó, theo phân tích của truyền thông Mỹ, thành phố Donalsura ở Kursk liền kề với một cảng khí đốt được coi là mắt xích quan trọng trong hệ thống trung chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Do vậy, không loại trừ khả năng cuộc đột kích là một phần trong chiến lược lâu dài của Ukraine nhằm nhắm đến cơ sở hạ tầng quan trọng làm gián đoạn nguồn cung, nguồn thu của Liên bang Nga. Vấn đề chỉ khác là nếu trước kia Ukraine dùng máy bay không người lái để tập kích vào lãnh thổ Nga thì nay họ điều động một lực lượng lớn bộ binh và phương tiện quân sự vào Nga, một động thái bị cho là khá rủi ro. Với tôi thì đây là canh bạc lớn, một canh bạc lớn. Ukraine đi nước cờ rủi ro này khi mà chính quyền của Tổng thống Zelensky bắt đầu đề cập đến kịch bản đàm phán với Moscow. Tháng trước ông Zelensky nhấn mạnh là Nga cần tham gia vào hội nghị hòa bình lần thứ hai được triển khai vào tháng 11 tới đây. Tỷ lệ người Ukraine chấp nhận đàm phán dù chiếm thiểu số nhưng đang tăng lên mỗi một ngày. Ngoài ra, Ukraine ngày càng quan tâm đến khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử vào cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Ứng cử viên Dân Chủ Phó Tổng thống Mỹ Harris có thể vẫn giữ được sự kiên định như Tổng thống Joe Biden về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, nếu ông Trump tái đắc cử, Washington có thể sẽ tìm cách buộc Nga và Ukraine phải ngồi bàn đàm phán với những điều kiện bất lợi cho Kiev. Trong khi đó, châu Âu đã kiên trì hỗ trợ Ukraine từ lâu, nhưng khi xung đột bước sang năm thứ tư, những câu hỏi về việc kết thúc cuộc xung đột sẽ ngày càng lớn hơn. Với triển vọng đạt được một giải pháp thương lượng, giờ đây đã trở nên ít xa vời hơn. Cả Nga và Ukraine sẽ nỗ lực cải thiện vị thế trên chiến trường trước khi ngồi bàn đàm phán, và bước đi tấn công xuyên biên giới của Ukraine hiện tại được cho là cải thiện vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán. Nhưng tôi lại nhìn nhận đây là con đường tự sát cuối cùng để tạo tiếng vang truyền thông cho Ukraine để nhận thêm sự viện trợ của phương Tây thôi. Không rõ liệu cuộc đột kích của Ukraine có động cơ từ đó hay chỉ là một động thái đơn giản nhằm gây sát thương vào điểm yếu của đối phương. Tuy nhiên, Ukraine cần một chiến thắng hơn này, làm một ván cược đầy rủi ro. Nga hiện vẫn áp đảo Ukraine về nhân lực, trong khi tình trạng thiếu đạn dược vẫn là vấn đề nghiêm trọng đối với Kiev. Trong lúc chiến tuyến Ukraine ở tại miền Nam, miền Đông và Đông Bắc đang chưa thể ngăn chặn đà tiến quân của Nga và thậm chí còn đang bị tháo chạy và bỏ lại đất đai cho Nga. Nga vẫn đang trên đà tiến quân lên. Ukraine vẫn trong trạng thái thiếu nguồn nhân lực, đạn dược, khí tài và khó khăn về phần chi viện từ hậu cần. Vậy mà Ukraine có thể mở mặt trận ở vùng Sumy. Vậy thì đây rõ ràng là một cái bước đi chỉ là tạo tiếng vang và là con đường tự sát và đánh lạc hướng dư luận về thất bại của mình trên chiến trường. Điều đó nó khả thi hơn, nó khả tín hơn là việc Ukraine tạo ra bước đột phá. Với hai lữ đoàn tới Sumy không có gì để tạo ra bước đột phá cả. Không gì để tạo bước đột phá ở đây cả. Đúng là Ukraine trong 24 giờ đã tiến sâu tới 10-20 km. Đây cũng là một cái lỗ hổng quá lớn và Ukraine tạo ra được thành quả. Nhưng mà thành quả này giữ được bao lâu? Hay cuối cùng mọi thứ bị tiêu diệt và để Nga lại mở rộng thêm cái chiến tuyến dài tới 2.000 cây số? Nếu Nga thực sự sẽ mở chiến tuyến dài thêm 2.000 cây số thì Kharkov sớm nhanh chóng sụp đổ. Miền Đông, miền Nam sẽ là nơi tiến quân của Nga và cả thủ đô Kiev nữa. Chính bản thân Ukraine đang tạo cơ hội cho Nga có đầy đủ cái cớ và lý do để mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt. Vậy Ukraine đang tự gây hại cho chính mình, đúng không? Còn Lầu Năm Góc cho biết là họ tiếp tục cung cấp dữ liệu tình báo cho Ukraine này. Trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk, Lầu Năm Góc cho biết là họ tiếp tục cung cấp cho Ukraine dữ liệu, đó là tình báo. Trước đó, thư ký báo chí của Nhà Trắng từ chối thừa nhận Nhà Trắng đã biết trước về kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine. Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc cung cấp thông tin tình báo này. Một đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với Tổng thống, nói với Cổng Thông tin
được hỏi liệu Washington có hỗ trợ Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực cốt của Nga hay không. Tuy nhiên, ông không chia sẻ chi tiết về việc chuyển giao thông tin tình báo dành cho Ukraine. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết bộ này vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Kiev, nhưng nhấn mạnh rằng là ông không thể tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận liên quan đến các sự kiện ở khu vực cơ này. Ông lưu ý rằng là bộ này đã liên hệ với quân đội Ukraine để tìm hiểu thêm về các mục tiêu tấn công trong khu vực cơ của Nga. Nhưng mà qua đây chúng ta lại càng nhận định thấy về học thuyết quân sự của Mỹ và NATO đã lỗi thời và lạc hậu và đang trên bờ vực của sự sụp đổ, không phù hợp trong cuộc chiến ở tại Ukraine để chống lại đoàn quân Nga. Không bao giờ cái học thuyết quân sự của Mỹ lại đổ bộ quân đội tới chỉ có 2 lữ đoàn mà tấn công vào lãnh thổ của Nga. Đây là con đường tự sát thì học thuyết này đâu phải là con đường thực sự là hợp lý. Nếu đưa lực lượng đặc nhiệm, đúng không, đi vào trong lãnh thổ của Nga để gây thiệt hại về kinh tế, về cơ sở quân sự của Liên bang Nga thì có lẽ nó rất phù hợp để lật ngược tình thế trên chiến trường. Còn việc đổ bộ tăng thiết giáp và lực lượng quân đội vào, nó không bao giờ là một cái học thuyết quân sự hợp thời cả. Nó không bao giờ. Dù bản thân Ukraine thừa nhận là đã tạo tiếng vang trong cái việc tấn công vùng cốt, nhưng không có nghĩa đây là bước đi chiến lược, mà đây là bước đi tự sát. Hiện tại lực lượng cơ sở đồn trú lính của Ukraine ở vùng Sumy vẫn được Nga chăm sóc bằng FAB-3000 các bạn. Đó. Quyết định Ukraine tấn công vùng cốt có phải là một canh bạc hay không? Ở đây rõ ràng là canh bạc. Chiến tuyến dài hơn 1000 cây số, ông còn đang bị bại trận. Bây giờ lại có một cái vùng là đi vào vùng cốt vào thì đúng là ối rồi luôn là gì đấy. Cuộc tấn công bất ngờ Ukraine vào khu vực cốt của Nga được xem là một nước đi liều lĩnh. Theo các nhà phân tích thì Kiev đang đánh cược vào chiến dịch này để giành được lại giành lại thế chủ động trên đó là tiền tuyến. Làm sao tấn công ở khu vực Sumy vào cốt mà có thể giành lại lợi thế chủ động trên chiến tuyến được. Để giành lại lợi thế trên chiến tuyến, nó phụ thuộc vào nguồn nhân lực Ukraine còn bao nhiêu. Nó phụ thuộc vào khả năng viện trợ của phương Tây tập thể dành cho Ukraine và cơ sở hậu cần của Ukraine. Bầu trời Ukraine chưa được bảo vệ thì làm sao mà lấy được thế chủ động nữa. Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng của Nga thì 1.000 lính Ukraine đến từ các lữ đoàn tấn công tinh nhuệ được trang bị phương tiện chiến đấu hiện đại đã tham gia vào cuộc tấn công vùng cốt ngày 6 tháng 8. Tổng thống Putin gọi đây là hành động khiêu khích. Song theo các nhà báo, theo các cây viết của CNN ấy, thì Ukraine đang đánh cược vào một kỳ tích có thể thay đổi cục diện đáng kể bế tắc trên tiền tuyến. Mong muốn rằng Liên bang Nga sẽ dàn mỏng lực lượng của mình để Ukraine có thể tháo gỡ khó khăn ở tại khu vực Donbass và Kharkov. Không bao giờ làm được. Cuộc tấn công lần này là một ván cược có thể thành hoặc là có thể bại. Nhưng sau tất cả điều này có thể mở ra một giai đoạn mới cho cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm. Trong bối cảnh Ukraine đã ở thế bị động suốt đó là nhiều tháng. Một mũi tên trúng hai đích. Cuộc tấn công bất ngờ đã đạt được những hiệu quả bước đầu như kỳ vọng của Ukraine, đẩy quân Nga vào thế bị động sau nhiều tháng gia tăng áp lực ở phía đó là Bodrov, Sloviansk thuộc Ukraine này. Đây là lần đầu tiên Nga phải vật lộn để củng cố tiền tuyến yếu nhất của mình, biên giới giữa hai nước. Ukraine đang rơi vào tình cảnh thiếu hụt binh lực và vũ khí trầm trọng do thời gian giao tranh kéo dài và những khó khăn trong việc tuyển quân này, cũng như là tiếp cận khí tài quân sự từ phương Tây. Trong bối cảnh ấy, nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi tại sao Kiev lại dồn nguồn lực hạn chế hiện có vào một ván cược lớn như vậy, thay vì tăng cường phòng thủ ở tại Bodrov, nơi mà Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm giành quyền đó là kiểm soát. Chuyên gia nghiên cứu quân sự ấy, cũng nhận định cuộc tấn công vào cốt có thể là một mũi trúng hai đích. Một mặt là chiến dịch tấn công này có thể nâng cao tinh thần binh sĩ Ukraine vốn đang ở mức thấp suốt nhiều tháng do quân đội nước này liên tục ở vị thế bị dồn đuổi trong các cuộc giao tranh với lại Nga. Mặt khác, một câu có thể phải phân tán lực lượng cản nước tiến của đối phương, trong khi phương Tây cũng sẽ suy nghĩ lại về việc tăng cường viện trợ. Đây được coi là một mũi tên trúng hai đích của Ukraine, nhưng tôi nghĩ rằng là trúng hai đích của Liên bang Nga, vì Nga vẫn chiếm ưu thế về mọi mặt. Việc Ukraine đột kích qua tuyến phòng thủ của Nga và tiến vào trong lãnh thổ nước này tới 10 km
là buộc quân đội Moscow phải tái trang bị cho khu vực này, mở ra khả năng Nga rút một phần quân lực ra khỏi hai chiến trường đó là Kharkov và Bobrov. Điều này sẽ giúp giảm bớt một số áp lực cho các lực lượng Ukraine tại đây. Tôi không tin nghĩ rằng Nga sẽ rút quân ở khu vực tiền tuyến để yểm trợ vùng cốt không. Không bao giờ rút quân khu vực này mà lại để hỏng khu vực kia, trong khi Nga vẫn còn lực lượng dự bị rất lớn. Trước đó, tờ Forbes đưa tin là Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, một trong lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Ukraine, được đào tạo bởi các chuyên gia quân sự NATO, gần như là không còn khả năng chiến đấu sau một thời gian dài căng mình ở trên chiến trường. Nhưng bản thân Ukraine đã được thực hiện hai lữ đoàn và nhiều vũ khí hiện đại phương Tây viện trợ để dồn vào vùng Sumy nhằm tạo ra bước ngoặt. Đây gọi là vẫn là một kênh bạc lớn của Ukraine. Bên cạnh những kỳ vọng có thể nhìn thấy cuộc đột kích ở Kerch vẫn là một kênh bạc lớn của Ukraine và có nhiều rủi ro. Trong nhiều tháng, Ukraine đã thành công trong việc nhắm mục tiêu từ xa thường xuyên, nhưng đợt này Ukraine đã đổ bộ quân đội vào. Nhưng đây là một kênh bạc chứ không phải bước đi chiến lược. Vì Nga nói rằng Ukraine mất hơn 100 xe bọc thép trong cuộc tấn công vùng Kerch. Đây là những vũ khí rất quý đối với lại Ukraine. Trong khi chiến tuyến đang không có thì lại có sử dụng để đi vào con đường tự sát mà không mang lại kết quả gì ngoài tiếng vang về truyền thông, sau đó là chấm dứt. Lực lượng Nga đang tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho nhóm quân Ukraine vượt biên giới vào vùng Kerch. Bộ Nga cho biết ngày 9 tháng 8. Theo bộ này thì kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công, Ukraine mất 102 xe bọc thép, bao gồm 12 xe tăng, 17 xe bọc thép chở quân. Tính riêng trong 24 giờ qua, 27 xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực giáp danh giữa vùng Kerch với lại Ukraine đấy. Bộ phòng cũng nêu rõ rằng các cuộc không kích gần đây của Nga đã phá hủy 5 xe bọc thép chở quân này, cũng như là một nhóm quân Ukraine với 1 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân và 1 xe chiến đấu bộ binh. Quân Nga vẫn tiếp tục đẩy lùi và loại bỏ lực lượng Ukraine trong khu vực, ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành các cuộc đột kích sâu vào lãnh thổ của Nga ở vùng Kerch. Chính quyền Ukraine không chính thức bình luận về thông tin này, nhưng cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết là bất kỳ hoạt động tiềm năng nào của Ukraine tại khu vực biên giới Nga đều sẽ giúp cải thiện vị thế của Kiev trên bàn đàm phán. Nhưng một binh sĩ của Ukraine bị bắt ở khu vực Kerch báo cáo rằng lý do họ tiến quân vào vùng Kerch là để quay video để gửi cho lãnh đạo của họ, để thể hiện rằng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang hoạt động rất tốt, thậm chí còn tấn công cả vào lãnh thổ của Nga, trong khi đang chiến đấu ở trên chiến tuyến dài hơn 1.000 cây số. Gọi là phô trương sức mạnh của lực lượng vũ trang Ukraine và sức bền, cũng như là cách thức để lên dây cót tinh thần cho các binh sĩ sau nhiều tháng bị quân Nga đó là áp đảo. Đây là kênh bạc, chứ không có gì được coi là lợi thế cả. Trong khi đó, Su-34 tấn công điểm tập trung lính Ukraine bằng bom đó là 3 tấn. Nga đang dội bom 3 tấn xuống vùng Sumy. Ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tiêm kích Su-34 mang bom 3 tấn đã tấn công các vị trí quân sự của Kiev tại khu vực đó Sumy, đông bắc Ukraine. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu tấn công là một điểm triển khai tạm thời quân đội Ukraine nằm trong một huyện ở vùng Sumy gần với biên giới vùng Kerch của Nga. Cuộc tấn công được thực hiện bằng bom trên không FAB-3000 với module điều chỉnh và tập kết và lập kế hoạch phổ quát hiệu quả trong chiến đấu. Video ghi lại cho thấy việc sử dụng các loại bom trên không được nâng cấp với module với bộ dụng cụ đó là lượn ấy, cho phép tấn công từ xa và giúp máy bay chiến đấu tránh xa tầm phòng không của đối phương. Đoạn video chưa còn cho thấy đây là cuộc tập kích kép mạnh mẽ được cho là nhắm vào quân đội Ukraine và thiết bị quân sự ở khu vực biên giới vùng Kerch. Tình báo xác nhận rằng các mục tiêu đã bị tiêu diệt và đội bay trở về đó an toàn. Vậy đây có phải là con đường tự sát của lực lượng vũ trang Ukraine? Đó. Một câu ước tính Kiev đã mất khoảng 945 binh sĩ và 102 vũ khí hạng nặng trong chiến dịch ngày 6 tháng 8. Và lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng điều động thêm 2.000 quân đội nữa để chi viện cho vùng Kerch. Nhưng làm sao mà kịp chi viện được? Nga điều quân vũ khí hạng nặng tới khu vực Kerch và bắt đầu tiến quân khu vực này.
sau khi bị chia cắt giữa vùng Sumy và lực lượng Ukraine ở Kerch. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 8 cho biết đang điều động thêm quân và vũ khí hạng nặng đến khu vực phía tây của Kerch nhằm tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở nơi đây. Bộ Quốc phòng Nga điều động các đơn vị quân đội với hệ thống tên lửa đa nòng, đó là BM-21, pháo kép này, xe tăng được vận chuyển trên tàu kéo, xe xích hạng nặng này, xe tải Uran ấy, và một số loại khí tài khác, hãng thống tấn nhà nước TASS của Nga cho biết. Trước đó, số lượng máy bay không người lái Lacet của Nga cũng đã được điều đến đáng kể tại khu vực cơ này. Các máy bay này tiến hành các vụ tấn công theo từng nhóm nhỏ gồm 3 đến 5 chiếc để yểm trợ cho bộ binh của Nga. Cũng theo Bộ Quốc phòng của Nga, thì các lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công lực lượng vũ trang Ukraine. Trong một tuyên bố ngày 7/8, Tổng thống Putin gọi cuộc tấn công này vùng Kerch là hành động khiêu khích và là hành động khủng bố. Nga đã quyết định tăng viện cho Kerch nhằm đẩy lùi cuộc đột kích của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây được coi là canh bạc lớn và sẽ mở ra một mặt trận mới trên chiến trường Ukraine ngày hôm nay. Tôi không tin là Nga không mở mặt trận ở Sumy để an toàn cho Kerch và đáp trả đòn thù vào Ukraine. Nga chắc chắn sẽ mở mặt trận ở Sumy. Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở vùng Kerch. Vậy là mức độ nguy hiểm tương đối lớn, không hề nhỏ. Tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại vùng Kerch của Nga này. Trong bối cảnh quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga cho biết. Lực lượng Ukraine bị cáo buộc phát động cuộc tấn công xuyên biên giới và gây thiệt hại dân thường và cơ sở dân sự. Quyết định ban bố mức độ phản ứng khẩn cấp ở mức độ liên bang ở Kerch ấy, được đưa ra trong cuộc họp bất thường của một ủy ban chính phủ phụ trách giải quyết các tình trạng khẩn cấp ở khu vực này. Phương Tây tập thể cũng đang nhìn nhận đòn tấn công của Ukraine là quá nguy hiểm và được cho là được lên kế hoạch bởi đó là Anh Quốc. Ở tỉnh Kerch, quân đội Nga đã phá hủy thiết bị phương Tây và lực lượng vũ trang Ukraine đang bị suy kiệt. Quân đội Nga đang phá hủy các thiết bị phương tiện của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kerch này trong bối cảnh quân đội Ukraine đang suy kiệt. Tờ Newsweek của Mỹ viết cái bình luận về đoạn video quay việc xe bộ binh của Mỹ chở quân mục tiêu bị tiêu diệt. Tài liệu lưu ý rằng là điều này xảy ra vào thời điểm các lực lượng Ukraine đang kiệt sức vì phải kìm hãm cuộc tấn công của Nga ở phía đông, đông và đông bắc khu vực tỉnh Kharkov. Đồng thời họ cảm thấy áp lực trước những hành động liên tục của Nga ở tại khu vực đó là phía đông. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng là lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine là đơn vị tinh nhuệ duy nhất ấy, đã được sử dụng những xe chiến đấu bộ binh của Mỹ và Abrams, xe tăng Abrams của Mỹ. Tuy nhiên vẫn chưa biết lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển một phần xe chiến đấu binh và những người điều khiển chúng đến biên giới ở vùng Kerch. Chưa hay là liệu các phương tiện này đã được chuyển giao cho các lữ đoàn khác ở phía Bắc từ lâu hay là chưa, ấn phẩm kết luận. Đây là bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine được cho là bước đột phá, nhưng sẽ là con đường tự sát. Vậy là vùng Kerch bây giờ đang là trung tâm được thế giới đó là quan tâm, và cũng là nơi mà lực lượng phương Tây đang kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá cho chiến trường của Ukraine. Nhưng kỳ vọng này với điều kiện lực lượng dự bị của Nga đã bị cạn kiệt và buộc phải chi viện lực lượng miền Đông và Đông Bắc để cứu vùng Kerch. Nhưng tôi nghĩ rằng Nga không cần phải đưa lực lượng ở Đông Bắc Đông và Đông Bắc để chi viện cho vùng Kerch, chứ không cần phải làm điều đấy. Thế trong lúc mà bản thân Ukraine được coi là đưa ra hành động để có thể tạo ra bước đột phá ở khu vực này, thì Iran sắp thực hiện cái mệnh lệnh được coi là trừng phạt Israel, nơi mà đang leo thang căng thẳng, có nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba, nơi bản thân Mỹ cũng đang rất lo ngại về mức độ xung đột lan rộng trong khu vực. Vậy là cứu nguy cho Ukraine đang gặp khó khăn thì ở tại Trung Đông cũng cam go và xa lầy đối với Mỹ. Iran chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo tối cao ấy, nhằm trừng phạt mạnh Israel về vụ ám sát một thủ lĩnh Hamas ở Tehran, một quan chức cấp cao Iran tiết lộ. Mệnh lệnh của nhà lãnh đạo tối cao liên quan đến hình phạt
khắc nghiệt đối với Israel và nhà và trả thù cho thủ lĩnh Hamas. Rất rõ ràng là chúng tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh đó theo cách tốt nhất có thể, một phó chỉ huy của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố. Iran và Hamas cáo buộc Israel thực hiện ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas. Điều này càng làm tăng thêm lo ngại rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza đang trở thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn trên khắp toàn bộ Trung Đông. Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng ông Kirby cho biết Mỹ sẵn sàng bảo vệ Israel với nhiều nguồn lực trong khu vực khi được đề nghị bình luận về tuyên bố của phó chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông nói rằng khi chúng tôi nghe thấy những phát ngôn như vậy, chúng tôi phải xem xét một cách đó là nghiêm túc. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc sau đó cho biết là phản ứng của Tehran trước vụ ám sát thủ lĩnh Hamas vấn đề hoàn toàn là không liên quan đến một nỗ lực đàm phán lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas trên dải Gaza. Đây là hành động độc lập của chúng tôi. Khi được hỏi liệu Iran có thể trì hoãn việc trả đũa cho đến sau cuộc đàm phán ngừng bắn Gaza vào tuần tới hay không, phái đoàn cho biết là tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng phản ứng của chúng tôi sẽ được thực hiện đúng lúc và được tiến hành theo cách không gây phương hại đến lệnh ngừng bắn tiềm năng ở tại dải Gaza. Đây là một mối lo rất lớn của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông và tại Đông Âu. Trung Đông ngày hôm nay chúng ta đang thấy về học thuyết quân sự của NATO đã không còn phù hợp. Và trong cái nước trong cái thời điểm mà ngàn cân treo sợi tóc cho lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường, thì phương Tây tập thể lại cố vấn đưa ra một kế hoạch đưa lực lượng tinh nhuệ, hai lữ đoàn tinh nhuệ cùng tăng thiết giáp và các khí tài hiện đại phương Tây viện trợ, trong đó có cả pháo binh hệ thống phòng không, tăng thiết giáp cùng với tác chiến điện tử, đi về vùng Sumy và đưa một phần lực lượng đổ bộ vào vùng cốt của Nga. Quả nhiên là một cái chiến lược để tạo tiếng vang, để lạc hướng dư luận và mở ra cơ hội cho Nga quyết định cho chiến dịch quân sự đặc biệt, là mở rộng chiến dịch của nó, chứ không phải tạo ra lợi thế cho Ukraine. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.